Được quyền chọn bên và ngay lập tức bên phía của Gen.G đã chọn bên phía đội 1 và loại bỏ đi vị tướng mà Jihu đã dùng rất thành công ở những vòng đấu trước đó. Và đó là con Nila của anh ta đã bị loại bỏ. Và theo đó là con Poppy đến từ bên phía của Gen.G được cấm đi. Còn Nongshim thì họ khởi đầu với những lượt cấm meta hơn với LePlanc của Vinico. Có một cái lượt cấm nữa mà bên phía của Nongshim sẽ có thể cấm hai khác. Nó không chỉ đơn giản là nằm trong tay của Chovy thì nó có thể mạnh mà nó đang mạnh ở trong phiên bản này nữa. Thì tôi nghĩ rằng cũng sẽ là một cái lượt cấm tương đối là dễ hiểu thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ phải để mở ra những cái lượt first pick khác phải không, bên phía Gen.G rồi. Còn Gen.G, Nila với cả Sante rất là rõ quan điểm rằng là cần phải quan tâm vào những vị trí đường nào luôn này. Vâng, và như vậy họ chấp nhận để hở ra con Tristana và cấm đi con bài Ivern của Peanut. Liệu rằng sẽ là một lượt first pick Tristana dành cho Gen.G hay không đây? Đó là một con tướng có thể dùng ở hai khu vực đường khác nhau. Một là cho tay Chovy, hai là cho tay của Faye vẫn có thể dùng được. Đặc biệt là Tristana đi cùng với Milio vẫn là một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ vừa có khả năng đi đường an toàn, vừa có được khả năng tăng tầm đánh rất là đáng kể của cả hai vị tướng này ở dạng nửa sau của ván đấu nữa. Và bên phía bên kia Nongshim sẽ phải đáp trả con Tristana là như thế nào đây? Đang để hở ra những sự lựa chọn ở cánh trên rất là mạnh dành cho bên phía Nongshim. Sejuani, rồi Renekton, rồi Azir nữa. Nhưng vẫn là sẽ quyết định sử dụng cho Jihu, một vị tướng mà tôi nghĩ rằng là Jihu đánh tương đối là ổn. Riêng là Aphelios dành cho một chơi xạ thủ của Nongshim. Còn Gen.G, bây giờ thì liệu rằng có muốn lấy về luôn cho mình cặp đôi mid rừng Vi-Ari hoặc là Vi-Azir gì đó hay không? Nhưng Peanut đang cân nhắc. Bởi vì là nếu như có Vi thì sợ rằng là cái khả năng chống chịu sẽ bị hạn chế tới từ bên phía của Gen.G và đổi sang là Maokai. Quyết định chuyển sang một con Maokai đến từ Peanut để đánh kèo Maokai Sejuani với Sylvie phía bên kia. Và đường giữa của Nongshim cũng đã được khóa vào, đó là một con Azir dành cho Fiesta. Như vậy thì lựa chọn Kai'Sa của Gen.G cũng đã để lộ con Tristana đi khu đường nào. Sẽ là một phase 1 mà cả hai bên đều lộ cặp đôi mid rừng và cả xạ thủ nữa. Tới phase cấm thứ hai thì Nongshim đã quyết định loại bỏ đi con Queen khu đường trên của Doran để áp lực rằng họ sẽ lấy đi con Rayton ở tại lựa chọn đầu tiên của mình tại phase 2. Vâng ạ, hoàn toàn đồng ý ạ. Chúng ta, đây là một cái lượt cấm tương đối là dễ hiểu từ bên phía của bên Irene. Thì qua đó sẽ đặt ngược trở lại cho bên phía Gen.G là họ sẽ phải lựa chọn cho mình những cái gì đó. Tôi đang nghĩ rằng là nếu như mà bây giờ giả thuyết mà là huấn luyện viên Score không cấm đi con Rayton thì phải đưa ra kèo đối đầu, nhưng mà cũng không để cho DNDN được sử dụng cái vị tướng này ở trong cái ván thiếu đầu tiên. Nụ cười rất tươi trên gương mặt của Peter. Và lượt cấm cuối cùng mà họ đưa ra đó chính là con bài Nautilus nhắm trực tiếp xuống vai trò hỗ trợ của Delay. Và như vậy là Gen.G quyết định loại bỏ đi Alistar để nếu như đối phương lấy Rayton, không chỉ sao là đối phương đã cấm đi Rayton rồi, nếu như đối phương khóa vào một con tướng hỗ trợ mở nào đó khác con Rell thì họ có thể lấy được con bài này. Và có vẻ như bên phía của Nongshim đang muốn lấy một con Belvest để đánh ở trong vai trò hỗ trợ. Không biết là Belvest kết hợp cùng với Aphelios thì sẽ hình thành một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ như thế nào tại thời điểm này, khi mà nó không thực sự xuất hiện trong khoảng thời gian vừa qua, và Jax sẽ là lựa chọn an toàn hơn dành cho DNDN khi đã không còn Rayton nữa. Đây là một cái lượt power pick cũng tôi nghĩ là tương đối là ổn dành cho bên phía của Nongshim. Bởi vì là nếu như mà các thành viên bên phía của Nongshim họ muốn lấy về con Milio thì họ cũng sẽ không cần phải quá lo lắng cho lắm. Bởi vì thực chất thì Milio Kai'Sa không phải là một kèo 100% là hợp với nhau, chỉ là đi ổn thôi. Thì Nongshim họ không lo lắng về điều đó mà họ sẽ để cho DNDN có quyền power pick. Còn Doran, nhân tố D của Gen.G tiếp tục găng plăng ở trong ván thiếu này. Rất tự tin. Kèo đấu giữa Gangplank và Jax không phải là một kèo đấu dễ về mặt xử lý kỹ năng cá nhân khu đường trên, nhưng mà sự tự tin đến từ Doran ở tại thời điểm này đang đạt đỉnh. Tôi nghĩ là như vậy. Và thậm chí là bên phía của Gen.G đang có những xu hướng đánh lên cánh trên hỗ trợ cho Doran trong việc đánh những carry như thế này. Bởi vì anh ta được coi là mắt xích yếu nhất của Gen.G trong khoảng thời gian vừa qua. Nhưng họ đang chứng minh điều ngược lại ở những vòng đấu gần đây. Và ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một ngày mà Doran được quyền đánh một carry hạng nặng khu đường trên với Gangplank. Còn Rell sẽ là hỗ trợ dành cho Delay ở trong ván đấu này. Lựa chọn cuối cùng thì Nongshim đã quyết định khóa vào Milio dành cho Peter để họ có được Aphelios cùng với Milio. Và đây là một đội hình cũng rất mạnh đến từ phía Nongshim, một đội hình rất chuẩn meta với Azir, Aphelios kết hợp cùng với Milio, và cánh trên sẽ là Sejuani và Jax. Vâng ạ, đồng ý ạ. Tôi thấy rằng là cái đội hình của Nongshim là một cái đội hình mà chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều ở trong LCK những thời gian vừa qua, và nó là một cái đội hình mang thiên hướng tương đối là truyền thống. Còn Gen.G họ biến tấu đi rất là nhiều với hai xạ thủ này, rồi đường trên là Gangplank này. Cái yêu cầu của Gen.G họ cần phải đạt được ở trong cái ván thiếu đầu tiên này là sẽ nên có một giai đoạn đi đường thật sự là tốt. Và nếu như mà tôi không muốn nói rằng là phải vượt trội hơn so với cả đối phương, thì tới giai đoạn giữa của ván thi đấu thì họ sẽ nhàn hơn so với cả cái khả năng giao tranh tổng. Tôi nghĩ rằng là nhỉnh hơn so với cả bên phía của Nongshim bên phía bên kia.
Hoàn toàn đồng ý. Bây giờ thì bên phía Gen.G sẽ cần phải giải quyết bài toán đi đường như thế nào để tìm kiếm lợi thế trước bên phía của Nông Sim Force. Đội hình của Nông Sim thì thực ra nếu như đánh an toàn ở đầu trận và kéo dài ván đấu, họ cũng có một sức mạnh rất đáng nể đến từ Azir cùng với Aphelios. Nhưng để xem giai đoạn mid game của họ sẽ giải quyết như thế nào. Có thể giải quyết được giai đoạn đi đường một cách an toàn với một đội hình cũng không có áp lực của Gen.G. Nhưng đến giữa trận thì Gen.G sẽ có những pha bứt tốc, và để xem Gen.G sẽ bứt tốc như thế nào và liệu rằng Nông Sim có cản nổi những pha bứt tốc đấy của Gen.G hay không. Vâng ạ, thưa các bạn giả, chúng ta hãy cùng nhau đến với ván thiếu đầu tiên trong cặp BO3 giữa Gen.G Esports đối đầu với cả Nongstream Red Force trong khuôn khổ LCK mùa hè 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt, bản quyền thuộc về Box Sport. Và chúng ta hãy cùng nhau đến luôn với những diễn biến đầu tiên của ván thi đấu này, một ván thi đấu mà gần như chắc chắn là sẽ không có bất cứ một cái pha xâm lăng nào rồi, khi mà ở cấp độ đầu tiên thì nguồn sát thương không phải là quá là vượt trội tới từ cả hai đội tuyển. Vâng, và khép lại 5 tuần thi đấu thì Gen.G đang có một chuỗi trận bất bại lên tới con số 10 trận. Họ chưa để thua bất kỳ một trận đấu nào tại LCK mùa giải này cả. Còn Nông Sim thì với thành tích 2 thắng 8 thua như thế này thì họ thực ra vẫn còn cơ sở để tiến vào với top 6, khoảng cách là 2 điểm cho những tuần thi đấu còn lại. Chúng ta còn tổng cộng đó là 4 tuần thi đấu còn lại của giai đoạn vòng bảng. Và để xem là 4 tuần này với 8 trận được diễn ra thì liệu rằng Nông Sim có cân bằng được cái khoảng cách 2 điểm với các đội tuyển ở trong top 6 như là Golden Freak hay không. Vừa rồi thì ở cấp độ 1 các bạn thấy đã có một vài những tình huống va chạm diễn ra, và DNDN đã lấy được thông tin là đối phương sẽ không ăn từ khu vực bùa xanh. Còn đây là tình huống DNDN tiếp tục di chuyển rất lỗi, và liên tục là những tình huống cấu máu đến từ Doran. Những thùng thúc súng vừa rồi trượt đến từ Doran, tiếp tục đặt thùng ra. Có tầm nhìn trong bụi cỏ, DNDN chắc chắn sẽ nâng vào kỹ năng phản công ở cấp độ 1 để lấy lợi thế. Và Doran cùng với DNDN sẽ trở lại để đón lính với ba con lính ấy gần sắp yếu máu rồi. Có vẻ như là Doran đang rất là muốn đánh chủ động hơn nữa. Thậm chí rằng còn bỏ qua một con lính để có thể giao tranh cơ ở đường dưới. Rồi, giao tranh nổ ra, người lao vào là delay. Một nửa cây máu của Jiwu bị bào đi rất là nhanh. Pay cũng phải đổi máu ngược trở lại nha. Phải đúng thật là con Aphelios đi kèm với cả con Milio. Nó không dễ để có thể bị bào máu giống như cái việc là chơi cho mình những vị tướng mà thiên hướng mở giao tranh nữa. Nên là cũng không quá là lo lắng dành cho Jiwu và Peter. Tuy nhiên Pay và delay cấp 2 trước. Bây giờ thì có thêm chiêu thức rồi. Sẽ khó để có thể giao tranh hơn tới từ bên phía của Jiwu. Rất áp lực. Với cấp độ 2 của một Rell thì thậm chí sẽ có tới 2 hiệu khống chế nếu như mà đối phương đứng lỗi. Cấp độ 2 đã có dành cho Jihu và Peter, nhưng đó là phá hắc kim thuật thành công đến từ delay làm choáng hai thành viên đối phương với tình huống xin tập kích. Và Jihu bị kích nội tại bởi Kai'Sa của Vay, mất đi quá trời máu rồi. Hai người trên rừng cũng đang có những pha va chạm ở tại khu sông dưới, nơi mà Phoenix đã có được xong 3 bãi quái rừng của mình ở tại cánh giữa bản đồ. Còn trong lúc đó thì Suvi đã có được 3 bãi quái rừng tại khu cánh trên. Và đây chỉ là một tình huống lấy thông tin đến từ Phoenix, và sau đó anh ta sẽ phải nhanh chóng trở lại khu vực rừng cánh trên của mình để tìm kiếm những bãi quái rừng và hỗ trợ thêm cho Doran trong việc đi đường cùng với con Jack của DNDN đang rất áp lực. Mặc dù là có những pha trao đổi chiến thức rất lời ở cấp độ 1, nhưng đường trên thì Doran đang thực sự gặp khó với chênh lệch lính đang là cực kỳ lớn dành cho DNDN. Tuy nhiên đó, chúng ta vừa nhìn thấy là cái khả năng hồi phục của Gangplank là tương đối tốt, thậm chí rằng bây giờ Phoenix có thể dùng tốc biến luôn cũng được, xác định là dùng tốc biến luôn rồi, đẩy được DNDN về. DNDN không cần phải tốc biến đâu, bởi vì tốc biến có khi cũng nằm lại thôi. Chiến công đầu dành cho đậu nhỏ Phoenix. Dễ thế nhờ, một mà hạ gục rất ngon ăn dành cho bên phía của Gen.G, và DNDN đã không có được tình huống cắm mắt hợp lý để tránh một tiếu ganh ở cấp độ 3 của Phoenix. Và họ đã có thông tin về vòng rừng đến từ Phoenix rồi. Phoenix ở cấp độ 3 anh ta đã lộ vị trí với một cái bùa đỏ dưới chân. Thì kiểu gì thì kiểu Phoenix cũng sẽ ở cánh trên trong pha vừa rồi. Còn CV thì ăn vòng rừng từ trên xuống để hỗ trợ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình trong việc đi đường. Thì anh ta sẽ không hỗ trợ được gì nhiều dành cho DNDN cả. Và để rồi DNDN đứng cao bị khai thác bằng tình huống tốc biến mũi cây quỷ dị đến từ Phoenix. Rồi anh ta nằm xuống với một tiếng mất chính công đầu. Và qua đó thì những áp lực khu vực đường trên mà anh ta tạo ra đối với Doran, nó phần nào đó cũng đã bị giảm đi đôi chút sau tiếng nằm xuống vừa rồi. Những tình huống cắn cam, rồi thêm đó là cái quyền năng bất diệt cũng sẽ giúp cho Doran trụ được ở khu vực đường trên mà không bị bào đi máu quá nhiều. Cái quan trọng là Doran sẽ cần phải có năng lượng cơ. Những cái cấp độ đầu tiên Doran đang liên tiếp có những tình huống quy rồi đặt thùng, vậy nên là hao hụt năng lượng nhiều và khiến cho
Dien là người đã đẩy cao trong tình huống vừa rồi. Nhưng đó là một pha di chuyển cực kỳ là hợp tình và hợp cả lý tới từ Peanut để giúp cho đường trên giải quyết được những cái áp lực. Và mặc dù là cũng đã đẩy cho Dien một lần trở về nhà bằng đường hàng không rồi, nhưng người chơi đường trên của Nongshim vẫn đang cực kỳ tự tin, duy trì khoảng cách là hơn 10 chỉ số lính so với cả Doran, và đang thậm chí còn đang farm giữa hai trụ cơ. Còn ở đường giữa, Fiesta đơn giản bị vào máu rồi. Cả đấu mà Châu Vi có một sự tự tin rất cao với con bà Tristana, vừa có khả năng đẩy đường tốt, vừa có khả năng trao đổi chiêu thức từ cấp độ 3 trở đi, rất khỏe. Và Fiesta đang là người bị đẩy liên tục, thậm chí anh ta đang có những sự thua sút về mặt chỉ số farm so với Châu Vi phía bên kia. Và có lẽ anh ta sẽ phải là người về trước để dùng dịch chuyển trở lại. Còn vòng rừng của Phoenix lúc này đang có mặt tại khu vực cánh dưới bản đồ. Doran với một chút sự hỗ trợ đến từ Phoenix thì anh ta đã có được thủy kiếm ở lần về nhà đầu tiên. Đây là một ngưỡng sức mạnh rất đáng kể dành cho một Gangplank để đi đường cùng với Jack phía bên kia. Dien thì có một điểm hay là anh ta đã có một tình huống proxy lính rất là hay để di chuyển về bổ sung trang bị nhằm cân bằng được về lượng trang bị mang ra với Doran phía bên kia. Và khi trở lại khung cánh trên thì anh ta cũng sẽ không bị thua sút quá nhiều về mặt kinh nghiệm so với đường trên đối phương. Thì để xem là lên cấp độ 6 liệu rằng kèo này nó có khác đi được hay không, hay vẫn sẽ là những vòng rừng mà Peanut áp lực cánh trên liên tục. Một trong những cái lý do mà Tristana đang bị cấm rất là nhiều ở trong giai đoạn gần đây thì chúng ta vừa được nhìn thấy đó chính là cái khả năng đẩy đường. Ngay sau đó là cái khả năng bào công trình cực kỳ tốt của cái vị tướng này nữa. Cái lớp chấp trụ đầu tiên ở đường giữa chuẩn bị có dành cho Chovy rồi, khiến cho cái lượng kinh tế chênh lệch giữa hai người trên đường giữa nó sẽ càng trở nên nhiều hơn nữa. 12 chỉ số lính lệch nhau rồi thêm những lớp giáp trụ nữa, và Chovy sẽ cực kỳ thoải mái để có thể di chuyển ra hai đường cánh. Và bây giờ ở đường trên giao tranh nổ ra, có chiêu cuối rồi, Doran bật chiêu cuối ngược trở lại luôn. Doran tốc biến vào trong bụi cỏ, DNA cũng phải tốc biến ra khỏi người đại bác. Và đơn giản là hai người trên đường trên sẽ lui về mà thôi. Doran vẫn còn một nhịp để có thể dấn lên nữa, nhưng sẽ cần phải có tốc biến để có thể outplay được tình huống phản đòn. Và bây giờ đang chạy thẳng về khu vực bờ sông để tìm kiếm một cái hạt hồi phục nào đó dành cho chính bản thân mình. Cái hạt đó ai ăn được thì người đó sẽ ở lại khu đường trên để tiếp tục farm tiếp, còn người không có hạt sẽ phải về. Còn cánh dưới bản đồ thì có một tình huống di chuyển tập trung 4 thành viên của Nocturne Frost để họ có được con rồng nguyên tố đầu tiên, với những áp lực đẩy đường tốt hơn tạm thời đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của họ. Và đó là một mục tiêu lớn mà bên phía của Nocturne đã chấp thời cơ và tấn công nó một cách hiệu quả. Còn đường giữa thì Chovy lao lên tấn công, nhưng lúc này Peanut chưa hồi phép bổ trợ tốc biến để hỗ trợ tấn công thêm. Và đây là tình huống mà Doran sẽ có thêm một khiên trụ trước khi anh ta di chuyển về. Đó sẽ là những lợi thế nho nhỏ dành cho Doran tại khu đường trên trong kèo đấu với Jack của DND. Căn thời gian rất là chuẩn chỉnh luôn, trở về nhà và vác ra cho mình hai cái mảnh rất là lớn nha. Một chiến Scorefield cộng với thủy kiếm vác lên đối đầu với cả DND phía bên kia. Còn ở đường giữa, Chovy đang tiếp tục cho thấy cái khả năng đi đường vượt trội hơn của mình như thế nào với vị tướng Tristana này. Ở đường dưới, giao tranh nổ ra, delay còn tốc biến, còn W để có thể về được. Sylvie di chuyển tới với không có bô la băng hàn thì sẽ chỉ tôi nghĩ rằng lấy được nhiều nhất là cái tốc biến là cùng, và đó là cái tốc biến của Delay. Solo kill không? Một áp lực rất lớn đến từ Chovy khi trước đây anh ta đã bung luôn cả chiêu cuối và lấy máu được của Fiesta. Đẩy Fiesta vào một ngưỡng máu cực kỳ thấp để áp lực trong pha vừa rồi, và Fiesta đã bắt buộc phải bỏ đi con xe to của mình để giữ mạng. Chovy cũng biết rằng mình sẽ không đủ khả năng để băng trụ khi bên phía bên kia Fiesta vẫn còn đó khả năng cơ động đến từ Asia, khả năng tạo giáp, và thêm cả một cú chiêu cuối phân chia thời hạn có khả năng gây hiệu khống chế dưới trụ nữa. Chovy chỉ dừng lại một tình huống đè chỉ số farm, và sau đó thì đang có một pha phát động tấn công đến từ Peanut. Anh ta tốc biến thực hiện một pha giữ chân Sylvie lại, và Sylvie sẽ về bằng đường nào đây? Chắc là về bằng đường hàng không rồi. Ok, kìa. Ê, nhìn lại, là gì đấy? Việc nhẹ lương cao vậy. Trời ơi. Tôi tin chắc rằng là đấy là một trong những cái điểm hạ gục dễ nhất của Delay luôn. Bởi vì là vừa là bấm cái thiêu đốt phát là Sylvie nằm xuống luôn ấy, tức là Sylvie lúc ấy chỉ còn đúng một máu rồi à. Và đúng thật ạ, việc nhẹ lương cao, KF ác tới từ Delay. Đứng trên thì Doran đã có cho mình hai mảnh của lưỡi hai linh hồn, và anh ta đã có được thêm một lớp khiêu trụ nữa. DNDN có định ổn in, đây là một Gangplank chưa có chiêu cuối, còn DNDN đã có chiêu cuối của Jack rồi. Và phía sau Doran đang là Peanut đi bộ lên, người lên trước sẽ là Peanut. CV có lên đến nơi thì anh ta cũng sẽ không có chiêu cuối để hỗ trợ thêm. Lượng sát thương là không đủ đến từ DNDN. Và đây sẽ là tình huống lên bảng đếm số đến từ người chơi đường trên bên phía của Nocturne Red Frost. Peanut mang lại mạng hạ gục thứ 3 dành cho Gen Z và mạng hạ gục thứ 2 dành cho cá nhân của anh ta trong pha đấu này. Gen Z, tôi biết là Gen Z có muốn đổi kèo hay không nha. Tức là mang cho Chovy với cả Baze với cả Doran những con bài carry. Nhưng mà Peanut với cả Delay mới là những người ăn điểm hạ gục từ nãy đến giờ. Hy vọng rằng là giai đoạn giữa của ván thi đấu sẽ không có gì ảnh hưởng cho lắm. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại các thành viên bên Gen Z họ đang xử lý rất là tốt. Tốc biến né khỏi phân chia thiên hạ, Fiesta đang bị bắn cực kỳ đau. Và Fiesta không cần phải tốc biến. Nhưng người mất tốc biến là Peter, để tốc biến lên bảo kê cho người chơi đường giữa của mình.
dén thật sự, đó là tình huống Châu Vĩ đứt ra nhưng mà Peter vẫn tốc biến lên, và đây là pha tốc biến từ Zihu, thực hiện một loạt combo đến từ Aphelios với ánh trăng dẫn lối. Kể cả đó là một tình huống pháo trọng trường cũng không đủ khả năng để Zihu có thể giữ chân được Châu Vĩ lại. Và đó là một loạt những phép bổ trợ mất đi đến từ cả hai bên, nhưng rõ ràng các thành viên bên phía của Gen.G là những người lời hơn. Châu Vĩ mất tốc biến để thoát khỏi phân chia thiên hạ và anh ta có một lượng sát thương gây ra tương đối đáng kể để khiến cho hỗ trợ đối phương mất máu, chứ là mất tốc biến. Và xạ thủ đối phương cũng vừa đầu tư tốc biến để lấy mạng của anh ta nhưng không thành. Sứ giả thuộc về cho CLV và đó là một tình huống kiểm soát thành công hai mục tiêu lớn đến từ người chơi rừng bên phía của Đông Sim. Nhưng anh ta có thể kiểm soát được một rồng, một sứ giả. Còn cái cách biệt về tiền lên tới con số khoảng chừng hơn 2.000 tiền này thì rất khó để anh ta có thể cân bằng được. Vâng, đồng ý là như vậy ạ. Thì cái mà tôi đang chờ đợi từ bên phía của Đông Sim là họ sẽ cần phải triển khai được con sứ giả này để dành bớt cái lượng kinh tế dành cho những người chơi chủ lực của mình. Như là Fiesta, đó là như Zigu chẳng hạn. Zigu đang rất là tự tin nha. Cái tình huống xử lý ở khu vực đường giữa vừa rồi của con Aphelios trong tay Zigu cũng đang cho thấy rằng là cái đôi tay của Zigu đang tương đối thanh thoát. Còn đây là một cái pha, tôi nghĩ rằng mình cũng rất là muốn xem lại cái pha này. Pay cùng với cả Delay chạy tới. Pay là người cũng đã thấy rằng là mình ở xa quá rồi, cố gắng chêm thêm một tí sát thương bằng tia truy kích thôi. Nhưng Delay đầu tư rất nhiều để có thể ăn được cái điểm bạo gục đó. Nếu như đó là một trận xếp hạng đơn thì đã có rất nhiều những dấu tinh chấm hỏi vào đầu của Dila trong pha vừa, tôi nghĩ là như vậy. Còn đứng trên DNDN lại tiếp tục lao lên tấn công, tình huống 2-2 và Gen.G lại là những người có được chiến thắng cuối cùng. Doran yếu máu, liệu rằng CLV có đủ khả năng để dứt điểm Doran hay không? Đây câu trả lời có vẻ là không, vì anh ta mất tốc biến rồi, thậm chí anh ta cũng đang bị tấn công bởi Châu Vĩ và cả Phoenix nước mạng. Lần này sẽ được nhường lại dành cho đường giữa của Gen.G. Một ván đấu bắt đầu có một tốc độ rất nhanh và đây là tình huống mà Aphelios của Zhu cũng không còn phép bổ trợ, bị làm choáng liên tục bởi người chơi hỗ trợ đối phương. Và đó là pha bản năng sát thủ lao vào đến từ Pay, kết liễu thành công được Zihu. 6-0 cho Gen.G. Một ván đấu đi quá xa khỏi tầm tay của Đông Sim rồi. Doran tiếp tục bị chăm sóc ở tình huống này. Có đường để lui nha. Một cái đường rất là xa mà Doran có thể chạy về đâu cũng được. Bởi vì Châu Vĩ cũng đang chạy lên đón nữa. DNDN sẽ không thể nào có thể dí được ở trên đường trên của Gen.G ở trong cái tình huống này. Còn quay ngược trở lại về cái tình thế của ván thi đấu, các thành viên bên phía Đông Sim họ đang rất nỗ lực để có thể khai thác vào Doran nhằm là có thể bẻ gãy được cái tinh thần của người chơi đường trên bên phía Gen.G, nhưng mà có vẻ là không thành công rồi. Lúc nào cũng được chăm sóc như thế này thì sao mà DNN cự nổi. Mạng tiếp tục là dành cho Peanut, nhưng mà cái mạng thứ hai thì Peanut đã nhường được cho Châu Vĩ. Đó đơn thuần là những tình huống xử lý thông tin trên bản đồ tốt hơn đến từ bên phía của Gen.G. Họ luôn luôn là những người tập trung đội hình của mình nhanh hơn trong những pha giao tranh, và Đông Sim thì có những tình huống tấn công nó tương đối dướn, chưa kể là việc xử lý kỹ năng cá nhân thì nó cũng chưa phải là những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân trọn vẹn đến từ phía của Đông Sim nữa. Ví dụ trước đấy là một tình huống mà CLV đã có một pha tốc biến lái W2 trượt, nó khiến cho lượng sát thương của cặp đôi tốc rừng bên phía của Đông Sim không đủ để ít nhất gỡ được một mạng cho họ. Còn Gangplank này mặc dù là 004 KDA không có bất kỳ một mạng nào, nhưng lượng trang bị mang ra tới Doran nó vẫn là quá lớn. Phoenix đứng ở đâu ra xuất hiện một cách quá bất ngờ, Peter còn chưa cuối nhưng anh ta bị đu bám rất sát bởi vị trí của Phoenix, và sau đó lần này mạng đã tiếp tục được nhường lại cho các carry bên phía của Gen.G. Và đây sẽ là mạng dành cho người chơi xạ thủ của Gen.G, cú double kill dành cho Pay. Còn ở khu vực đứng giữa thì sao, có sứ giả để triệu hồi dành cho CLV và Fiesta, nhưng cái trụ này của Châu Vĩ thì vẫn còn rất nhiều máu. Nãy giờ là cũng là mới khoảng tầm một phút thôi, nhưng mà tôi cũng suýt nữa quên về con sứ giả này đấy. Bởi vì là khi các thành viên của Đông Sim họ chưa kịp tận dụng được cái nguồn tài nguyên từ con sứ giả thì Gen.G đã làm được hàng tỷ việc hơn thế rồi. Bắt một lần nữa bắt chẹt được Zigu và Peter ở đường dưới, một lần nữa đẩy thêm được một lớp trụ dành cho Pay ở đường dưới. Và bây giờ thì cả bốn vị trí của Gen.G mà có thể carry được đều đang xanh. Mặc dù là Peanut chơi Maokai nhưng mà bây giờ carry được luôn đấy nhá. 304 KDA rồi. Anh ta tham gia 7 trên tổng số 8 mạng hạ gục mà các thành viên phía của Gen.G có ở trong ván đấu này. Đường nào anh ta cũng gank cả, đường nào anh ta cũng mang lại những lợi thế. Lên đường trên mang lại lợi thế cho Doran, xuống đường dưới mang lại lợi thế cho Pay. Và đây là tình huống mà CLV đang có định tấn công Doran, một gankplank còn tốc biến, còn bổ sung vitamin. DNDN tiếp cận với tình huống phản công làm choáng. Bổ sung vitamin được dùng để rút lui nhưng Doran mất máu hơi nhiều và anh ta có lẽ sẽ phải lấy bản lấy số, nhưng anh ta sẽ đổi được một mạng với những nỗ lực của mình. Nông Sim, đó thưa các bạn, như đã chia sẻ, họ đang rất nỗ lực để có thể bẻ gãy được cái tinh thần của Doran, khi mà ở thời điểm hiện tại thì phong độ Doran đang rất là cao. Cố gắng để đẩy cho DNDN thêm một cái lượng tài nguyên nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà bây giờ là DNDN đang bị tụt sâu lắm rồi. Trước cái tình huống ganh ở đường trên thì DNDN là 0-3, bây giờ thì là 1-4, không phải là một cái điều gì đấy quá là tốt cho lắm. Thậm chí rằng là cái mạng vừa rồi của Doran là cái mạng mà DNDN được reset tiền cơ. Vậy nên Doran thậm chí còn xanh hơn so với cả thời điểm trước.
Navori ở món trang bị thứ hai sau chỉ 14 phút, và con Gangplank này lại tiếp tục là một con Gangplank bắt đầu hack trang bị theo thời gian rồi. Và lượng sát thương mang ra đến từ Gangplank của Doran ở tại một cánh nó sẽ vượt trội hoàn toàn so với một khả năng chống chịu ít ỏi của DnDn. Còn con giống với tố thì biết là có cách tranh đổi không đây? À da, chúng ta có bản đồ linh hồn dòng lửa trong trận đấu này nha. Một cái bản đồ mà chịu đấy. Thật ra nếu như mà Nông Sim ăn được thì cũng tuyệt vời thôi, nhưng mà kỳ này là hơi khó ăn. Còn ở đường dưới, nãy thì lúc anh Tùng đang phân tích thì tôi cũng để ý rằng là bản đồ của bên phía LCK họ bật là hơi tối tối rồi. Tôi chỉ không đoán được rằng là ai đứng trong bụi thôi. Và câu trả lời thì là Peanut mang về double kill dành cho Pace. Còn đây là tình huống mà Doran đã dùng bổ sung vitamin nhưng anh ta phải chịu tới 3 hiệu khống chế. Cú làm choáng tới từ chiêu cuối của Sevi, cú làm choáng tới từ Jack của DnDn, cú làm choáng tới từ kỹ năng E của Sejuani nữa. Và một cái bổ sung vitamin thì anh ta không đủ sức để sống sót, nhưng anh ta ít nhất kéo theo một mạng. Còn đây là tình huống mà Fiesta lao lên chủ động tấn công Chovy với sự tự tin rằng phía sau anh ta đang có người chơi đi rừng của mình. Nhưng Chovy cũng đã rút lui một cách an toàn. Và Chovy thấy đồng đội ván này cũng đang rất xanh rồi. Ván đấu mà Chovy chỉ bám farm thôi đã farm vượt thời gian. Có một mạng hạ gục, một điểm hỗ trợ cùng với lượng tiền đến từ trụ nữa. Thì đấy không phải là con Tristana yếu, nhưng anh ta đã không được chăm sóc bởi Genji. Lúc này thì Chovy đang bị bỏ rơi một mình tại khung cánh dưới. Doran sắp có dịch chuyển và anh ta cũng sắp có chiêu cuối. Vị trí đứng đến từ Sevi đã bị lộ vị trí rồi. Rồi xong rồi, có người đang xuống, đó là Delight. Delight đang chạy xuống, còn Peanut dễ dàng thôi, nhìn thấy người chơi đi rừng đối phương ở dưới, nhảy vào ăn con sứ giả. Genji xử lý thông tin rất là nhanh trong pha vừa rồi, còn Nongshim họ đang nỗ lực để có thể bắt lẻ được một ai đó, bất kỳ ai cũng được. Tầm này không đòi hỏi bắt được Chovy, bắt được Pace, bắt được Doran, bắt được ai là phải bắt hết. Họ đã chấp nhận bỏ con sứ giả để tấn công Chovy cánh dưới, nhưng mà sự tỉnh táo tới từ Chovy trong việc đánh cánh yếu đang khiến cho những nỗ lực bắt lẻ của bên phía Nongshim nó chưa thực sự có được một độ hiệu quả gì quá cao cả. Còn với con sứ giả để xem bên phía của Genji sẽ dùng nó để làm gì, để xem họ có muốn dùng nó để kết thúc ván đấu sớm luôn hay không. Vừa rồi là một pha combo EQE rất tốt tới từ Doran, với lượng sát thương động mang ra thì DnDn thậm chí đã phải về nhà phục hồi. Còn những thùng thuốc súng lúc này dọn lính hack tiền, lượng sát thương nó có thể gây ra trong giao tranh nó là cực kỳ khó tính dành cho bên phía của Nongshim Red Frost. Với những xạ thủ và đứng giữa carry có mức độ chống chịu mỏng manh như là Azir hay Aphelios thì chắc là đến đoạn giữa trận một thùng chí mạng là không giao tranh nổi nữa rồi. Nhìn thấy Genji đánh như này, tôi nghĩ rằng tôi có thể đọc được kịch bản cho các bạn khán giả rồi. Tuần này Genji sau khi gặp Nongshim xong thì họ gặp Dragonix, thưa các bạn. Thế nên là chắc là cái tình cảnh nó cũng diễn ra tương tự mà thôi. Phút thứ 17 mà 9.500 vàng chênh lệch, e rằng là không có thở nổi nữa rồi. Mặc dù chúng ta nói là đội hình bên phía của Nongshim là đội hình rất là mạnh về dạng late game và họ cũng là một đội hình rất chuẩn meta, nhưng mà họ thậm chí còn không vượt qua nổi dạng đi đường để tính đến những chuyện bên phía của Genji sẽ kích tốc ở dạng mid game nữa. Sự thì dạng đi đường bên phía của Genji đã xử lý rất tốt về mặt chất tướng. Cho tới những pha tấn công đến từ Phoenix thì nó cũng đều là những pha tấn công sắc bén hơn so với những pha di chuyển của CV. Và khi mà vượt qua được dạng đi đường với một cách biệt lớn đến như vậy thì Genji chắc chắn sẽ có một tiền đề tốt ở ván đấu đầu tiên để kết thúc nó trước phút thứ 30. Pha di chuyển lên cánh trên tới từ CV cùng với Peter và có Delight ở đây. Delight đang tự tin lao lên tấn công đối phương vì phía sau anh ta đang là hai carry với Pay cùng với Doran. Tiên chức kích trượt rồi. CV vẫn quyết định húc thẳng vào người của Delight trong pha này, một cú quy chí mạng thêm một nội tại nữa. Đứng dưới cũng đang có một pha Mega 1v1 và Chovy tốc biến né thành công cú chiêu của đối phương, bắn ngược trở lại với sự hỗ trợ đến từ chiêu cuối của Phoenix và Phoenix tới với tình huống bên cây quỷ dị và anh ta ăn mạng chứ không phải là Chovy. Còn cánh trên thì tình huống giao tranh vẫn chưa dừng lại ở đó, Delight lao lên tấn công cho mục tiêu đó là DnDn. DnDn còn cái gì để chạy đây, không có tốc biến, anh ta cố gắng kéo theo vị trí của Delight nhưng sát thương của anh ta là không đủ. Và liên tục là những lợi thế trước toàn bản đồ dành cho phía Genji. Xeovi đứng ở đây với cái bộ la băng của mình và liệu rằng anh ta có tìm được Pay không, người vẫn còn tất cả mọi tài nguyên cần có với tốc biến, với thanh tẩy và cả chiêu cuối nữa. Thậm chí đó là tình huống đánh hạt thông nổ rất an toàn đến từ Pay để rút lui, không có một sai lầm kỹ năng cá nhân hay là một tình huống di chuyển hớ hênh nào đến từ Pay cả. Và vừa rồi thì kích tốc hành lên Jihu và kích tốc hành xong thì anh ta thấy rằng cơ hội tấn công đã hết, nên anh ta quyết định rút về một nhịp. Có lẽ sẽ là tình huống không có mạng nào cho bên phía Nongshim. Xeovi thì tương đối là nhàn, anh ta ăn được cái mạng, xin lỗi, anh ta hỗ trợ cho Peanut ăn được cái mạng ở khu vực đứng dưới, sau đó là mang về cái trụ thứ tư dành cho Genji rồi. Còn Sylvie đi lạc rồi nha, phải tốc biến, xin lỗi, phải quy bông kia bờ tường, vẫn đang bị dí theo tới từ Doran. Doran bị làm choáng bởi DnDn, vẫn đang cố gắng lết bởi vì Delight đang tới và rồi xong, người nằm lại rất có thể sẽ là DnDn. Nhưng trước đó kịp thời kéo Doran theo, một mạng cực kỳ quan trọng dành cho DnDn.
Và ở đằng sau DNDN đang là Jigu dịch chuyển tới, lần này là Chovy. Và bây giờ là Pay đang bắn cực kỳ thoải mái. DNDN đã giúp cho Jigu có điểm hạ gục rồi. Nhưng liệu rằng Nongshim sẽ đưa được bao nhiêu người về? Âu đỡ dịch chuyển của Fiesta, dịch chuyển của Fiesta để dìu dắt Nongshim về được đến nhà. Điều chỉ kích thành công và đây là một con Kai'Sa đã tiến hóa thành công kỹ năng W rồi. Cái gì đây? Peter để tiên chỉ kích thứ hai của Pay chạm vào người của mình và anh ta lên bảng đếm số khi vẫn còn tốc biến, còn cả hồi máu và đồng đội cũng đang đứng kế bên nhưng không ai che cả. Và Pay cho thấy được khả năng sniper của mình nó tốt đến như thế nào. Một con Kai'Sa lúc này đã có 6 số section bề dài rồi. Con đường học vấn của Pay ở trong ván đấu này đang rất rộng mở. Và anh ta đang muốn di chuyển chung với đồng đội để bao thêm số sách trường mề dai. Chiêu cuối được trả ra đến từ Phoenix. Và Fiesta vẫn bị giữ chân lại. Ma gục dành cho tình huống đối thủ thúc súng đến từ Doran. Và đó là một tình huống, thậm chí là cái thùng vừa rồi nó lại còn chí mạng nữa. Với lượng sát thương quá lớn thì bộ ba bên phía của Gen.G đã có mạng dành cho đứng trên của mình. Và sau đó sẽ là con Baron sớm rồi. 20 phút trôi qua và họ tiến thẳng vào Baron với cả 5 thành viên. Trong khi đó thì bên phía của Đông Jim, họ chẳng có cách nào để nhìn thấy con Baron này cả. Sẽ là con Baron rất sớm cho bên phía của Gen.G đó, kết thúc bản đấu này. Chắc là khoảng tầm khi nào mà Doran có cho mình cái súng hải tặc thì khi đó bán đấu sẽ thật sự kết thúc dành cho các thành viên bên phía của Đông Jim. Bây giờ thì bên phía Gen.G họ đang giảm nhịp lại một chút xíu, bởi vì họ vừa mới kiểm soát Baron xong, họ sẽ biến trở về nhà, họ sẽ nâng cấp thêm cái lượng trang bị của mình rồi bắt đầu mới quay trở lại. Ví dụ như là nếu như mà có muốn ăn thêm một con rồng nữa thì cũng được. Còn nhìn chung thì ván đấu đã nằm trong tầm tay rồi. Và chúng ta cùng xem lại cái tình huống này. Đây là một tình huống giao tranh rất là dài. Không phải là dài hơi nhưng mà cái khoảng cách địa lý rất là dài nha. Từ cái bụi ở khu vực đường trên, chỗ gần bãi người đá, chạy thẳng một mạch về tận bùa xanh của nhà bên phía Gen.G. Và các thành viên bên phía Nongshim cũng đã bắt lẻ được thành công người chơi đường trên của Gen.G. Sau đó là lấy thêm được cho về cho mình một mạng nữa, mà không lại phải không đổi lại ai cả. Tuy nhiên thì Peter lại không né được khỏi những pha tiên truy kích. Đó là hai pha tia chiến kích thành công đến từ Pay, và thậm chí ta được xem cả Proview nữa, ba tia chiến kích liên tục trúng. Và tia chiến kích khi đã có đánh Nashor thì nó đã được tiến hóa rồi. Và khi tiến hóa được kỹ năng tia chiến kích này thì nó sẽ thời gian hồi chiều tầm khoảng chừng 4 giây nếu các bạn đứt trúng. Và bây giờ thì khu đường trên đang là một pha vây bắt đến từ phía Gen.G nhắm tới trụ 2 đường trên. Đang còn khoảng chừng 1/2 cây máu của Nongshim Red Force. Cách biệt về tiền thì đã là 13.000 tiền rồi. Jihu đang cố gắng để phòng thủ lính với một Aphelios thậm chí chưa có đồ 2, và khả năng dọn lính đến từ súng hỏa ngục của anh ta nó không đủ trước những áp lực đến từ bộ đội Baron của bên phía Gen.G nữa. Và sẽ là tình huống ăn bao nhiêu đường lính xuống cấp trước khi kết thúc bàn đấu đây. Ba cô la băng đưa ra đến từ CLV, nhưng người được dính cô la băng lại là Phoenix. Anh ta quá trâu, anh ta đu thẳng vào người và khiến cho CLV phải tốc biến chạy. Gangplank của Doran nhấn một cú chiêu cuối để đẩy lui đối phương ra, tạo khoảng trống để Chovy ăn cho mình, đó là nhà lính khu vực giữa. Và lao lên góc phân chia tên là không đẹp đến từ Fiesta. Tốc biến của anh ta chưa kịp hồi lại và anh ta bị bắn liên tục bởi Pay. Pay có cho mình thêm 4 số sách trường bề dài. Tiền chứng kích lại trúng đến từ Pay rồi. Anh ta lao vào với chiêu cuối bản năng sát thủ của mình và tốc biến dứt điểm thành công xạ thủ đối phương. Double kill dành cho Pay. Và sau đó là Gen.G tràn lên tìm kiếm từng điểm hạ gục một. Rất nhẹ nhàng đối với cả Gen.G thôi, ban đầu nó trôi rất là xa rồi mà. Bây giờ thì không còn gì nữa rồi. 17.000 vàng chênh lệch ở phút thứ 22 của bán thi đấu. 24 phút họ còn không cự nổi, nói gì đến 30 anh Tùng ơi. Và rồi, nốt Sylvie và DNDN để có thể lấy về quét sạch. Sau đó là endgame 1-0 cho Gen.G. Một ván đấu kết thúc vô cùng chóng vánh, và để xem là có màn pha mạng trong bể đá cổ nó diễn ra hay không đây. Có vẻ là không, khi bên phía của Gen.G sẽ quyết định kết thúc sớm ván thi đấu đầu tiên này để hướng tới ván thi đấu thứ hai và hướng tới chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu hôm nay nữa. Một ván đấu anh không khác gì đấu tập đến từ phía của Gen.G cả. Sự khác biệt rất lớn ở ngay khâu đi đường đã được diễn ra. Đội hình của cả hai bên đều là những đội hình rất mạnh, về dọn nửa sau ván đấu đều là một đội hình có hai carry, với một bên là Tristana cùng với Kai'Sa, một bên là Aphelios cùng với Azir. Nhưng chưa đến đoạn late game để triển khai đội hình của mình thì Nongshim đã vỡ trận từ ngay dọn đi đường. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi để xem liệu rằng là đoàn quân của huấn luyện viên Irene ở trong ván 2 có điều gì đó mới lạ hay không. Cấm chọn truyền thống không được nữa rồi thì có thể là mang một vài những cái sự đột biến nào đó đi. Và thưa các bạn, hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong một ít phút. Chúng ta sẽ quay trở lại khi ván đấu thứ hai được sẵn sàng bắt đầu. Cái gì đây? Có thể là Riot đang muốn có một chút cái sự cân bằng bằng cái việc là giảm đi sức mạnh ở khu vực đường dưới, để cho khu vực đường dưới, đường giữa và đường trên nhìn chung là nó bằng nhau hơn. Nhưng mà chính vì vậy nên là ở vị trí đi rừng sẽ là một vị trí tương đối là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng là ở như DK ở trong ván thiếu trước, hay là ở Gen.G trong ván thiếu này, khi mà Canyon ở ván trước và Phoenix đánh hay thì đội tuyển đó chắc chắn sẽ có được cho mình cơ hội rồi. Nongshim, để xem nào, họ trở về bên phía đội xanh, liệu rằng họ đã nhìn ra được vấn đề hay chưa?
Và cấm chọn sẽ được triển khai ngay lập tức với sự đổi bên đến từ cả hai bên trong ván đấu thứ hai này. Những lượt cấm đưa ra đến từ bên phía của Nông Sim nhanh chóng bao gồm Azir, Tristana cùng với Saya. Ở bên phía đội 1 thì họ đã cấm đi những con bài khác so với ván thi đấu đầu tiên. Ở bên phía bên kia thì Genji giữ lại lượt cấm Poppy của mình. Họ cấm thêm Nila của Jihu giống như ván đấu đầu tiên và họ loại bỏ Nico bên phía đội 2. Leplanc giao điện được hở ra dành cho người chơi đứng giữa của Nông Sim Red Fox để xem anh ta có đủ sự tự tin để khóa vào con bài này hay không. Tôi nghĩ rằng là vẫn còn đó rất nhiều những sự lựa chọn khác có thể mang ra được. Và tuy nhiên thì nếu như muốn dành cho Fiesta First Pick thì sẽ cần phải có sự tự tin nha. Chắc chắn là phải có sự tự tin, tức là cái đôi tay nó sẽ cần phải... Vì còn Sejuani đi cũng được. Và để xem là bên phía của Genji sẽ đáp trả con Leblanc này như thế nào. Đúng là họ có thể lấy những vị tướng đi từ chống chịu dành cho Sylvie. Nhưng nếu như để cho Leblanc rơi vào tay Sylvie thì cũng sẽ hơi nguy hiểm một chút. Còn cơ hội để bên phía của Genji có được những con bài mạnh ở những lựa chọn của mình. Và ngay lập tức Vi được khóa vào cho Peanut cùng với Kai'Sa. Tiếp tục là lựa chọn của Genji trong ván đấu thứ hai. Nhưng không biết là Kai'Sa sẽ đi ở khu vực đường nào. Khả năng cao sẽ là một con Kai'Sa khu vực đường dưới cho tay của Pei giống như ván đấu đầu tiên. Còn Sylvie sẽ có những lựa chọn cho riêng mình ở ván đấu này với con Leblanc đã được lựa chọn trước dành cho bên phía Nông Sim. Nhưng cũng có một tỷ lệ nho nhỏ nào đó mà DNDN sẽ dùng con Leblanc ở khu vực đứng trên ở trong ván thi đấu thứ hai này. Và để xem những lựa chọn tiếp theo của họ sẽ triển khai như thế nào với Samira vừa được khóa vào. Có thể sẽ thêm cả Rell dành cho Peter nữa. Một cặp đôi mà tôi nghĩ rằng cũng đã một thời gian rất là lâu rồi mới được nhìn thấy. Khi mà Samira đã bị out meta, không còn được ưa chuộng nữa khi mà những mẫu xạ thủ như là Jinx hay là Aphelios nổi lên. Còn bây giờ này, tôi đang nghĩ tới những cái kèo đi cặp cùng với cả Vi hợp dành cho Chovy. Đó có thể là Annie, đó có thể là Ahri, có rất nhiều sự lựa chọn mà Chovy có thể lấy về. Và tất nhiên là cũng sẽ phải ưu tiên cho Chovy rồi, bởi vì nếu như bước sang phase 2 mà không khóa vào cặp đôi mid rừng luôn thì những cái con bài mà được ưu tiên ở đường giữa sẽ dần bị hạn chế. Vâng, và những lực cấm phase 2 bắt đầu được triển khai khi mà Genji tiếp tục quét vào khu vực rừng của Sylvie với lực cấm Viego. Họ đã lộ Kai'Sa đường dưới, họ lộ luôn cả mid rừng là Vi cùng với Annie. Ở phía bên kia thì Nông Sim đã bắt đầu cấm đi những lựa chọn mà họ có thể làm khó con Rell của Peter khu vực đường dưới. Với con Alistar của Dila đã bị loại bỏ. Còn lực cấm cuối cùng của Genji sẽ nhắm tới khu vực rừng của Sylvie hay nhắm đến khu vực đứng trên của DNDN đây. Nếu như muốn loại bỏ rừng thì họ có thể loại bỏ đi Sejuani, Maokai ở trong khu vực rừng. Và quyết định của họ là cấm đi Sejuani. Bên phía của Genji thì họ cũng sẽ không... Tôi nghĩ là họ sẽ không quá quan ngại về việc để cái kèo đối đầu nào cho Delay. Bởi vì nếu như mà cảm giác không outplay được hẳn những cái tình huống lao vào của Peter thì có thể đánh nhùng xuống cũng được. Và để cho Doran đánh carry giống như cái cách mà bên phía của Genji đã khai thác ở trong ván thiêu trước và đó. Bên phía Đông Sim họ nhận ra điều đó. Không thể nào cứ cấm mãi vào những con tướng mà có thể khống chế được con Rell này. Vẫn còn đó là Brom chẳng hạn hoặc Nautilus, không phải là một sự lựa chọn quá tệ. Và nếu như mà Genji họ muốn có một con bài mở thì Rakan vẫn còn đang được cái hở ra đó dành cho Delay. Nào, Rakan đã được khóa vào dành cho Delay rồi thì Nông Sim sẽ đẩy con Leblanc lên đường trên hay là ở khu vực đường giữa đây? Bởi vì khu vực đường trên lúc này Doran vẫn là người được ưu tiên lựa chọn cuối ở bên phía đội 2. Genji đang thực sự có một giai đoạn mà họ muốn để cho Doran được lên tiếng với những con bài carry của mình. Và việc đối phương sẽ lựa chọn cuối như vậy cũng sẽ khiến cho con Leblanc khu vực đường trên phần nào đó sẽ bớt đi sự tự tin dành cho DNDN và anh ta sẽ có lẽ phải cần đến con cờ sân tê tứ tủ của mình để fly pick ở trong ván thi đấu thứ hai này. Còn Nocturne đang được nhá, đó sẽ là lựa chọn đi rừng dành cho Sylvie. Liệu rằng nó có được khóa vào hay không đây? Mid rừng của họ sẽ là Nocturne cùng với Leblanc. Một ván đấu mà nếu như họ khóa vào Nocturne thì họ sẽ cần phải đánh cực kỳ an toàn trước khi có được cơ độ 6. Sau khi đạt được cho mình những cái chiêu thức cần thiết rồi thì Leblanc cùng với cả Nocturne cũng có khả năng dồn sát thương và đánh đơn mục tiêu tương đối là khỏe. Và bên phía của Nông Sim Red Fox thì đây là cái cơ sở để nếu như mà họ muốn, họ có thể dành những sự quan tâm lên cho DNDN thêm một lần nữa. Còn đối với cả Genji, đây là kèo counter pick. Rõ ràng là bên phía của Doran đã được ưu tiên cuối cùng để xem rằng là người ta sẽ xử lý cho mình cái kèo đối đầu như thế nào. Và so với cả Nông Sim Red Fox thì Genji cũng tương tự là như vậy, mang về cho mình một cái bộ ba ở khu vực cánh trên cũng tương đối mạnh. Đúng, cánh trên của họ đang có một bộ ba cánh trên rất mạnh với Jack, V cùng với Annie. Bộ ba có thể tấn công ở ngay cấp độ 3 và trong những vòng đấu vừa qua thì các bạn thấy là Peanut đã chăm sóc cho Doran tốt đến như thế nào. Liên tục là những vòng rừng từ dưới lên, liên tục là những pha tấn công sớm đến từ Peanut để hỗ trợ cho Doran trong việc tìm kiếm lợi thế ở dạng đầu trận và hướng tới một cánh đầy lẻ khỏe dành cho Doran.
đang là điều mà Zhang Jin làm liên tục trong những vòng đấu vừa qua. Ở trong ván thi đấu này anh ta lại tiếp tục có thể làm được điều đó vì rừng đối phương không phải là một vị tướng đi rừng áp lực ở cấp độ 3 mà là áp lực từ cấp độ 6 trở đi. Rồi trước kể là kèo đấu khu đứng trên giữa Jack của Vincent T thì chắc là chúng ta đã được theo dõi rất là nhiều rồi. Đây là một kèo đấu mà Jack cũng là một vị tướng đang có được ưu điểm nhìn hơn về mặt chất tướng để Doran có thể xử lý đi đường. Và đó cũng là lựa chọn mà Doran được quyền last pick, counter pick và anh ta đã tự tin khóa vào Jack. Thấy rằng là bên phía của Genji lại một lần nữa họ đang cho thấy cái sự chủ động của mình như thế nào ngay từ giai đoạn cấm chọn rồi, và cũng không có gì ngạc nhiên nếu như mà bước vào trong trận đấu họ sẽ là những người chơi lấn lướt hơn. Ở ván đấu đầu tiên thì ngay từ cấp độ 3 thôi, mặc dù là không hẳn là sang xâm lăng nhưng mà Peanut cũng tiến sang và cắm một con mắt rất sâu vào trong phần rừng của Nong Shin bên phía bên kia để có thể biết được rằng Sylvie đang di chuyển như thế nào. Và khi mà Sylvie đang tự mang về cho mình một con bài mang thiên hướng sẽ đánh hơi chậm rãi ở giai đoạn đầu như thế này thì lại càng tạo ra cho cái cơ hội cho Peanut để có thể khai thác được nhiều hơn nữa. Vậy nên Nong Shin sẽ cần phải vận hành đội hình này một cách cực kỳ là chính xác để có thể kéo đến giai đoạn giữa của ván thi đấu, khi cái thời điểm ấy họ sẽ dễ chơi hơn. Vâng, và để xem họ có kéo nổi đến đoạn giữa trận hay họ lại tiếp tục bị áp lực ở đoạn đầu trận của Genji khiến cho họ bị mất quá nhiều lợi thế đi đường. Bởi vì Genji vẫn được biết tới với đội tuyển có khả năng điều rất mạnh, với những các đường của họ đều có kỹ năng cá nhân rất cao như là Chovy, như là Pei và tại thời điểm này là Doran nữa. Chúng ta sẽ cùng nhanh chóng đến với bán đấu thứ hai trong cuộc đụng độ BO3 lượt về giữa Genji cùng với Nong Shin Rockford trong khuôn khổ của LCK mùa hè 2023 được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn sẽ để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Boxspot ở trên các nền tảng như là GG Live, YouTube, Facebook và TikTok. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của cái ván thi đấu thứ hai này. Ở trong giai đoạn gần đây thì có lẽ rằng tôi sẽ không cần phải nói nhiều nữa khi mà các đội tuyển thì hầu như là lựa chọn cho mình những cái đội hình mà rất là khó để có thể xâm lăng ở trận đầu trận. Đơn giản là sẽ cố gắng kiểm soát được lượng tầm nhìn và chúng ta sẽ cùng nhau để ý tới cái lượng mắt được cắm ra mà thôi. Các đội tuyển LCK thì hiện tại họ đang rất là ưa chuộng cái lối cắm mắt là cắm con mắt vào phần rừng nơi có bãi chim của đội tuyển đối phương. Đó, như cái vị trí mà Fiesta đang muốn di chuyển này, rất là muốn cắm được con mắt ở đây để có thể biết được rằng là khoảng thời điểm nào Peanut xuất hiện ở đó, hoặc là một con mắt được cắm vào trong phần rừng đằng sau lưng bãi sói chẳng hạn. Tuy nhiên Genji họ đang là người thua thiệt hơn một chút xíu về lượng tầm nhìn. Ở khoảng thời gian này thì sẽ là một tình huống đánh trái vòng rừng đến từ cả Peanut lẫn cả Sylvie phía bên kia. Về vòng rừng Peanut thì chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều khi anh ta sẽ liên tục có những ván đấu đánh từ dưới lên và hỗ trợ cho điều kiện thắng được Genji ưu tiên trong khoảng thời gian vừa qua, đó là Doran. Và Nocturne của Sylvie thì anh ta không muốn phải va chạm sớm với chất tướng là Nocturne, thì anh ta ăn trái vòng rừng như vậy nó có thể sẽ đảm bảo cho anh ta một con cua dưới nếu như các đường của anh ta tại canh dưới xử lý tốt về mặt chất tướng. Còn việc tập trung băng trụ ở cấp độ 3 với cặp đôi đường dưới đối phương là Kai'Sa cùng với Rakan thì còn phải tùy thuộc vào việc là Peter cùng với Jihoo có đủ xuất sắc để làm khó được cặp đôi đường dưới phía Genji ở dạng đầu trận hay không. Cấp độ 2 chuẩn bị có Peter lao lên tấn công, mục tiêu được chọn đó là D-Li, người đã nâng vào điện nhảy tiếp viện. Và D-Li mặc dù mất máu nhiều nhưng anh ta vẫn rút lui được cho thoa vừa rồi với hai lần của điện nhảy tiếp viện, và với ngưỡng máu này thì cũng hơi khó để băng trụ ở cấp độ 3 với một chất tướng đi rừng như là Nocturne. Có lẽ vẫn sẽ là một tình huống đánh cố gắng chậm nhất có thể đến từ phía Nong Shin. Tôi nghĩ rằng pha đó là D-Li anh ta chưa nâng chiêu đâu. Khi mà nhìn thấy là Peter tiến lên thì mới bắt đầu cộng cho mình vào chiêu E để đứng ra hứng đòn đánh tới từ Peter, sau đó có thể nhảy về được với Paige. Tôi nghĩ rằng sẽ tương đối là hợp lý bởi vì dù sao thì Paige cùng với cả D-Li cũng đang muốn chơi bị động rồi. Họ sẽ chắc chắn là người bị đẩy, thậm chí rằng họ muốn đẩy cũng không được. Khi mà cái vòng rừng của Peanut là hướng lên trên, không có sự đảm bảo tới từ những người đồng đội thì không có cớ gì để họ có thể đẩy cao cả. Doran sẽ tiếp tục duy trì cái thế đẩy này cho đến khi mà Peanut hoàn thành cho mình một con bùa đỏ và thậm chí rằng là cả bãi sói nữa, rồi bắt đầu tiến ra khu vực bờ sông. Có lẽ sẽ ít nhất là một dặn đầu trận không quá áp lực cho bên phía của Nong Shin giống như ván thi đấu trước đó nữa. Nhưng những cách biệt đi đường thì có lẽ vẫn sẽ còn dành cho bên phía của Genji. Pha lao lên ở cấp độ 3 đến từ các cơ sở hỗ trợ của Nong Shin. Và Pei vừa rồi bị cấu đi cực kỳ nhiều máu, anh ta chỉ còn lại khoảng chừng 200 máu vừa có được cấp độ 3. Vẫn còn một bài victory dành cho Pei. Nhưng cơ hội băng trụ liệu rằng nó có thực sự mở ra cho bên phía của Nong Shin hay không đây. Pha di chuyển xuống đến từ CLV, anh ta bỏ ngang qua con cua của mình đánh hoa soi sáng để phát hiện ra vòng rừng phía nước trước đã. Phía nước ở cánh trên với con cua trên của mình và bụi cỏ trong ba đã có mắt. Nên Sylvie tạm thời dừng lại một nhịp chờ đợt lính tiếp cận. Anh ta sẽ là người di chuyển ra với áp lực lớn đến từ hai thành viên đường dưới của mình đang có một pha sẵn sàng lao lên tới từ Peter cùng với Jihoo. Nhưng mục tiêu lúc này có thể được chọn chỉ có thể là D-Li mà thôi. Và D-Li đã bị làm choáng nhưng anh ta hất tung thành công hai thành viên đối phương dưới trụ và sau đó là pha lao lên đến từ Jihoo. Với cú đánh liều phát tốc biến theo, cố gắng bồi thêm sát thương tới từ Jihoo. Sát thương liệu rằng có đủ hay không đây? Nó sẽ là đủ với đòn đánh cuối cùng trên câu đầu dành cho xạ thủ của Nong Shin.
Đó là một tình huống cố gắng quay ngược trở lại để có thể đặt thêm một đòn đánh thường nữa tới từ Pay, nhưng không được rồi. Bây giờ là Doran dịch chuyển xuống. Doran đang sẵn sàng cân ba bởi vì Peanut có ở bên cạnh đây, và mạng dành cho Peanut thêm một lần nữa. Đi lại là và hất tung được hai người. Đi lại hồi được rất nhiều máu dành cho Doran, và Peanut vẫn đang câu kéo được cực kỳ nhiều thời gian. Một mạng nữa dành cho Doran, và Pay đang di chuyển tới. Nếu như mạng này dành cho Pay thì là tai hại lắm nha Noxim ơi, và thôi rồi đường dưới ơi. Chúng ta đã quên mất rằng có một cú dịch chuyển của Genji xuống dưới, đó chính là cú dịch chuyển của Doran. DNDN đã không thể ngắt được cú dịch chuyển của Doran cho tình huống vừa rồi. Và anh ta chỉ có thể ở khu đường trên để tìm kiếm lợi thế cho cá nhân mình, còn đồng đội của anh ta cánh dưới thì lợi thế đã bị mất đi rất đáng kể sau tình huống phản công tới từ bên phía của Genji. Cô ba bên phía Noxim đã làm tốt trong việc băng trụ và có được màn hạ gục chiến công đầu dành cho xạ thủ của Noxim Red Frost. Đó là một màn hạ gục chiến công đầu dành cho xạ thủ của Noxim với 400 tiền chảy vào túi của anh ta. Và quan trọng hơn hết là họ gặp được Pay. Hoa cũng thành công được Pay thì cái lượng chỉ số lính mà Pay mất đi cho tình huống bị băng trụ vừa rồi sẽ là rất đáng kể. Nhưng ngay sau đó với tình huống dịch chuyển xuống đến từ Doran thì bộ ba bên phía của Genji đã ngay lập tức gỡ lại những gì đã mất. Và thậm chí họ nhường được mạng cuối cùng lại dành cho người chơi xạ thủ mình để giúp cho người đang được coi là thọt nhất trong đội hình của họ phần nào đó có thể trở lại hoạt động. Và sau đó thì là một cái nhịp mà Pay cũng vừa kịp thời có mặt để đón một tên lính đẩy vào trụ luôn. Cái khoảng timing cực kỳ là hợp tình và hợp cả lý tới từ bên phía của Genji. Sau đó là họ lại duy trì ngược trở lại cái áp lực ở khu vực đường dưới và giúp cho Peanut ăn được con rồng đầu tiên nữa. Mọi kịch bản nó đang lại vô tình trôi ra khỏi tầm tay của Noxim một cách rất là nhanh chóng, không thể ngờ được rằng là như vậy. Còn Genji đơn giản là họ làm đúng, họ làm chuẩn, thế mà thôi. Vâng, và lúc này trở lại khu đường trên thì Doran có thể bị thua một chút về mặt kinh nghiệm, nhưng những gì mà anh ta có là một mạng cùng với hai điểm hỗ trợ. Đây là một lượng trang bị mang ra cũng khá đáng kể đến từ Doran. Còn ở khu vực đứng giữa thì kèo đấu được kiểm soát rất tốt từ Chovy. Annie của Chovy đang là người farm tốt hơn so với LeBlanc của Fiesta. Và thời điểm cấp độ 6 trở đi thì Annie của Chovy sẽ là một vị tướng rất là áp lực sang các mục tiêu lớn như là dòng nguyên tố cùng với sứ giả tại cánh trên. Và để xem là bên phía Genji sẽ đặt nặng vào dòng nguyên tố hơn hay là sứ giả hơn. Chúng ta cũng sẽ có được một cái bản đồ linh hồn rồng, tôi nghĩ rằng là sẽ khá là đẹp ở trong cái ván thiếu này đây. Con rồng đầu tiên là rồng hóa kỹ rồi, rồng thứ hai là rồng gió. Thì bên phía của Genji họ cũng có quyền nhường lại phần kiểm soát ở khu vực nửa dưới của bản đồ nếu như họ muốn. Nhưng mà khi mà lợi thế nó đang tương đối là rõ ràng như thế này, khi mà Peanut đang có nhiều thời gian di chuyển hơn, thì tôi cũng nghĩ rằng là Genji hoàn toàn có cơ sở để lấy về tất cả những cái tài nguyên mà họ có ở trong tầm tay. Ở đường trên đang là một thế đẩy, và cỡ khoảng tầm có hơn phút nữa thôi có con sứ giả rồi, và đây là cái vòng rừng mà Peanut cũng đang chuẩn bị hướng lên khu vực nửa trên, nó sẽ tương đối là hợp lý. Với vòng rừng như thế này thì để xem là hai người chơi rừng sẽ thực hiện một pha tấn công của mình như thế nào. Tà xuống đầu đã có đến từ Peanut. Mục tiêu được chọn sẽ là ai đây? Mục tiêu được chọn đó chính là Jihu. Hất tung đến từ sư đại tráng bồi vào, và ngay lập tức xạ thủ của Noxim bay màu. Đó là màn hạ gục dành cho người chơi rừng bên phía của Genji. Với tình huống tấn công lần đầu tiên với cú chiêu cuối của Peanut, anh ta đã thành công. Mục tiêu lớn cánh dưới thì trước đây họ đã có rồi, nên là lúc này Peanut sẽ chuyển điều kiện của mình lên khu cánh trên nhằm có thể kiểm soát sứ giả cùng với hỗ trợ thêm cho Doran trong một kèo đấu mà Doran đang phải hy sinh lợi thế cá nhân của mình sau cú dịch chuyển để đổi lấy lợi thế khu cánh dưới. Và cánh dưới sau tình huống bị băng trụ thì Pay đã có lại những lợi thế của mình với một ma cũng được nhường lại, và tình huống ganh thành công đến từ người chơi rừng của Genji cũng giúp cho anh ta bắt đầu có những chỉ số lính tốt hơn so với Jihu. Siêu Vi vừa rồi còn đứng farm ở trên tầm nhìn của các thành viên phía Genji cơ. Còn chúng ta đã chia sẻ với nhau về cái câu chuyện rằng là bên phía Noxim họ sẽ có thể vận hành được đội hình của họ như thế nào khi mà Fiesta và Siêu Vi đạt được cấp 6. Nhưng mà Peanut thậm chí còn lên 6 trước và còn giúp cho đường dưới của Genji lấy thêm được hàng tá lợi thế nữa rồi. Xong bây giờ, đó, đại loanh quanh chuẩn bị hướng lên khu vực nửa trên của bản đồ. Nếu như muốn thì sang làm thêm bãi chim của đối phương đã, xong rồi chạy lên ăn con sứ giả cũng được. Còn pha này, đơn giản là trắng máu thôi, không có gì cả. Peanut vẫn rất bén với những tình huống tấn công của mình, và ván thi đấu này thì anh ta vẫn tác động được tới giai đoạn đầu trận với một pha tấn công thành công xạ thủ đối phương, một pha phản ganh thành công ở thời điểm cấp độ 3, cấp độ 4. Và những gì mà anh ta đang làm được lúc này là một con vi 202 KDA chấp nhận bỏ qua sứ giả tại khu cánh trên để Peanut có thể farm rừng cánh dưới của đối phương và tiếp tục có những áp lực trong việc băng trụ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Noxim Red Frost. Và cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Noxim trong trạng thái không có thông tiến của Jihu, họ lại tiếp tục phải bỏ trụ chạy lấy người. Đây là một pha mà họ sẽ mất rất nhiều lính đến từ khu đứng dưới khi mà Genji có những đợt đẩy áp lực băng trụ như vậy. Còn khi mà cánh trên đang thoáng ra như vậy cho Sylvie thì anh ta cũng đang bận phải đi farm.
Không biết là bao giờ anh ta mới dùng được cú hoang tưởng lần đầu tiên của mình trong ván đấu này để có thể hỗ trợ cho Nông Jim trong việc tìm kiếm lợi thế đi đường. Còn khu vực đường trên thì đó là pha đầu tư chiêu cuối đến từ cả hai người chơi đường trên. DnD đang là người mất máu nhiều hơn, anh ta có sẵn một cú Q3 nhưng Doran còn tốc biến và solo kill thành công dành cho Doran trước khi mà cú hoang tưởng được kích hoạt tới từ CLV. Pha tốc biến đánh tay nhưng sát thương là chưa đủ đến từ bùa đỏ vì Doran đã bấm mình kịp cho pha vừa rồi. Và CLV đang chờ để có thể nhấn thêm một nhịp nữa nhưng không được nữa rồi. Bởi vì nếu như mà nhấn sâu quá thì có thể sẽ phải đổi lại mạng của mình dành cho Doran. Và như thế thì kịch bản nó còn càng tệ hại hơn cơ. Và rồi xong. Tinh thần của các thành viên bên phía của GenZ nó không những là đang bay. Mà chính Nông Sim đang là những người có dấu hiệu về tâm lý rồi. Tôi đã nghĩ rằng là có thể là cái sự thoải mái nó nên xuất hiện trên các thành viên bên phía của Nông Sim. Nhưng mà không. Có vẻ GenZ đánh cảm tưởng cũng hơi ngợp thật. Ngợp. Nhìn chung là ngợp, cả hai ván đấu đều rất ngợp cho phía của Nông Sim Red Force. Và đứng giữa thì cứ có tipper là Trovi gọi. Và khi gọi ra tipper thì là những lần mà Fiesta liên tục để mất đi cái nội tại của Leblanc. Và những áp lực đến từ tipper nó vẫn đang khiến cho Fiesta cực kỳ khó khăn trong việc đón nhận những chỉ số lính của mình. Và anh ta chưa có được giao điện static để có thể dọn lính ngược trở lại với những áp lực của Trovi. Hai lớp khiên trụ là những gì Trovi có với những áp lực đi đường của mình. Cùng với đó là cách biệt lên tới khoảng chừng gần 2 đợt lính. Thậm chí lúc này nó sẽ là hơn 2 đợt lính khi mà Fiesta bắt buộc phải bấm B về. Không, anh ta ngắt cú bấm B về để trở lại đón lính. Một đợt lính mà anh ta đã có sự hỗ trợ đến từ CV ở phía sau. Còn Phoenix thì lúc này đã về nhà hoàn thành sau cho mình búa dìu sát thần. Và chiêu cuối của Phoenix đã kịp hồi lại. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống xử lý cực kỳ tốt từ Doran. Mặc dù có một chút sự thua thiệt về mặt cấp độ đi từ Doran trong tình huống trước đó, nhưng anh ta vẫn thực hiện một pha lao lên bị tấn công. Nhưng anh ta là người trả đòn cực kỳ tốt với pha tốc biến outplay cú Q3 của đối phương. Và sau đó thoái lui với một chấm máu khi mà lượng sát thương tới từ bùa đỏ của CV là không đủ. Và đúng là chỉ còn đúng một chấm máu thôi là Doran có thể đã phải nằm rồi. Sát thương đốt của CLV là không đủ trong pha vừa rồi. Nhưng đúng thật là các thành viên bên phía GenZ họ đang rất là bay bổng luôn. Xử lý mắc ping tới từ Doran. Hai người chơi cánh trên của bên phía GenZ đều đang có cho mình KDA là 202. Vô cùng là tuyệt vời. Bây giờ chắc là Peanut có lẽ chúng ta sẽ không cần phải nói đến cặp đôi mid rừng nữa. Có khi bây giờ sẽ là phải nói đến cặp đôi top rừng từ bên phía của GenZ. Bây giờ mà họ đi cùng nhau, đảm bảo rằng là sẽ ít nhất phải có người nằm. Hai ván đấu liên tục nha. Đây là hai ván đấu liên tục mà cặp đôi top rừng bên phía của GenZ cho thấy sự vượt trội của mình so với cặp đôi top rừng bên phía của Nông Sim. Và cặp đôi top rừng bên phía của GenZ đang là cặp đôi tiêu điểm ở trong những vòng đấu gần đây của họ. Mặc dù Chovy và Pay vẫn đang có một phong độ không hề tệ thời điểm này thì thậm chí họ vẫn đang là những người chơi đạt đỉnh phong độ. Nhưng GenZ muốn có một lối chơi triệt để với tình huống hỗ trợ dành cho Doran. Còn Nông Sim thì đang có một phương án khác. Họ muốn shut down Doran. GenZ hiểu điều đó. GenZ đang tới. Sứ giả được thả ra. Doran đang cố gắng cò quay ở trong trụ. Chạm vào người Doran thôi là có mạng phải bỏ lại đấy nha. Tôi nói trước là như thế. Con sứ giả này hút được hay không đây? Con sứ giả không hút rồi. Tới từ Nông Sim. Ui, Nông Sim hơi tai hại rồi. Còn ở đường dưới không phải là con sứ giả nhưng mà Pay đang bào trụ miễn phí. Nông Sim kế hoạch đổ bể hết rồi. Kéo 4 người lên cánh trên để rồi đối phương kéo 3 người lên đứng dưới trụ và Nông Sim không dám băng trụ. Khoảng trống khu cánh dưới cho Pay là rất nhiều. Vì con sứ giả không thực hiện được cú hút của nó nên lúc này trụ đứng trên của đối phương vẫn còn nhiều máu nhưng băng trụ vẫn được diễn ra. Đến từ các thành viên phía của Nông Sim Red Force họ chọn mục tiêu đó chính là Doran để sát đao. Anh ta sát đao thành công. Jihu là người có mạng nhưng sau đó thì Real Peter đã phải bỏ mạng người trở lại. Hoàng Olisa được kích hoạt nhưng nó bị ngắt quá nhanh bởi cú quy đến Phoenix. Phoenix vẫn phải lên bàn đếm số nhưng DnD chịu quá nhiều sát thương từ trụ và anh ta cũng đã phải nằm xuống rồi double kill dành cho Phoenix. Và lúc này hai đứng giữa cũng đang có một pha va chạm diễn ra. Chưa ai phải nằm xuống cả, chỉ là một tiếng cản đối phương lên đến từ Chovy mà thôi. Và sau đó là phá tốc đến từ D-Line. Anh ta thực hiện một cú tấn công và hạ gục thành công xạ thủ chưa đối phương, xạ thủ đối phương. Và sau đó thậm chí là anh ta có thể có double kill với tình huống này. Một pha gỡ mạng cực kỳ tốt dành cho đội hình bên phía của GenZ. Và đường dưới trụ một toàn bản đồ thuộc về GenZ với trọn vẹn 5 khiên trụ dành cho Pay. Trời ơi, Nông Sim ơi, thế này là dở lắm rồi nha. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng nhau xem lại pha này. Tôi thực sự tôi không biết phải nói gì nữa. Nông Sim đúng là họ đã có cơ sở để có thể lao vào. Họ có kế hoạch được vẽ ra rất rõ ràng. Nhưng xử lý thì GenZ vẫn xử lý tốt hơn rất nhiều. Và lần này không phải là Doran, không phải là Peanut, mà D-Line là người đã lên tiếng. Và vâng, tôi rất là vui khi mà xem lại cái pha này. Preview của D-Line liên tiếp là đặt những cái đòn đánh thường lên người các thành viên bên phía của Nông Sim. Một nụ cười rất tươi, ngay một dấu hỏi bình, một dấu hỏi hỏi chấm của Peanut lên đầu của D-Line luôn. Một tình huống băng trụ diễn ra. Nông Sim đã có được một vài mã hạ gục vào tay của Jihu nhưng cái giá phải trả đúng là nó quá đắt. Chúng ta chưa kể đến chuyện đổi mạng cho bên phía Nông Sim là một tiếng trao đổi lỗ.
mà còn phải tính tới cái chuyện là Pay vừa rồi đã có một khoảng trống lớn đến như thế nào để anh ta gia tăng thêm sức mạnh của một con Kai'Sa. Ván thi đấu này thì Pay sẽ không hướng tới một Kai'Sa lên theo thiên hướng giao điện static và nánh đa sau nữa, mà anh ta sẽ hướng tới một Kai'Sa chí mạng với móc diệt thủy quái và đoạn đao Navori. Và đây là một cách biệt lên tới con số 4.000 tiền sau 14 phút. Mặc dù đã có những sự thay đổi ở đội hình cấm chọn đến tất cả hai bên, có vẻ như giai đoạn đầu trận vẫn là một giai đoạn quá sóng gió dành cho đồng Sinner Frost, và Gen Z vẫn cho thấy được cái phong độ đi đường của họ nó khủng khiếp đến như thế nào. Và bây giờ Sylvie nên cẩn thận nha, Sylvie gặp nguy hiểm rồi. Cú trừng phạt trước để xem liệu rằng là có outplay được cái giáp của Sylvie hay không. Sylvie vẫn mất tốc biến, vẫn có thể sẽ bị lao vào trong pha này. Nhưng nạn nhân là Fiesta có cách di chuyển rất là xa. Có chiếc của Peter lao vào giữ chân được ba người bên phía kia, nhưng sát thương của viên Nông Sim đang thiếu rất là nhiều. Sylvie lao vào chọn mục tiêu, đó chính là Chovy, bấm một để cầu giờ. Và Chovy xin lỗi, đó là Pay, bấm một cầu giờ. Pay mất thanh tẩy và Pay đã phải nằm xuống rồi. Mạng dành cho Zivu. Zivu bắt đầu xả sát thương. Zivu đang có full nội tại những bị tốc biến làm choáng tới từ Doran. Pay nằm xuống nhưng vẫn còn Doran. Bây giờ là Chovy tới, bị đẩy qua bên kia đờ tường một khoảng cách rất là xa, nhưng ta vẫn còn sát thương nhiều hơn. DND mới là người đang phải bỏ chạy, cố gắng là đang ngược trở lại trả sát thương. Nhưng Peanut đang tới, Peanut lao vào bị hất tung lên lần thứ ba bởi DND. Và DND đang cố gắng để có thể về được đến nhà. Peter sẽ là người đón. Peanut liệu muốn lao theo hay không? Câu trả lời là không. Liệu rằng có dừng lại hay chưa đây? Fiesta là người cố gắng lao lên với giao điện static của mình để cố gắng đón lính, và anh ta đã giật về kịp với tình huống biến ảnh lần hai để giữ mạng của mình. Còn trong lúc đó thì sứ giả đã được kiểm soát bởi người trên rừng bên phía của Gen.G. Trụ này có lẽ sẽ là cái trụ không cần tới sứ giả. Một pha lao lên rất bất chấp tới từ vị trí của Fiesta. Anh ta vẫn còn một lần biến ảnh trở về, và thậm chí anh ta quay người trở lại để dọn lính với nội tại của giao điện static. Và tạm thời trụ một khu đứng trên của Nông Sim vẫn còn bên phía của Gen.G cũng chưa vội lấy nó đi, và đang là tình huống cầm sứ giả có lẽ sẽ là về nhà xuống cánh dưới kiểm soát con rồng thứ ba với điều kiện thắng linh hồn rồng dành cho bên phía của Gen.G. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống rất dài hơi, một pha tấn công cực kỳ dài hơi, mục tiêu được chọn đến từ Phoenix là Fiesta. Nhưng Phoenix chỉ có thể lấy đi nội tại của Fiesta chứ chưa lấy được mạng của anh ta ngay lập tức. Và sau đó là một pha lao lên đến từ Zihu với tình huống gây sát thương bằng dạ kiếm Rakha, thì ít nhất là họ đã có mạng của xạ thủ đối phương. Xạ thủ Pay đã phải lên bảng với một mạng hạ gục dành cho xạ thủ của Nocturne Force. Nhưng tình huống phản công của Gen.G nó cũng là tình huống phản công quá áp lực, và lại một lần nữa họ nhường thành công tài nguyên dành cho Doran. Đây là một con Jax đang cực kỳ xanh bên phía đội hình của Gen.G. Khi mà Paige với cả Chovy thì tôi nghĩ rằng họ cũng đang có một cái bán thiếu tương đối là nhàn. Thì Doran lại một lần nữa lên tiếng, và Gen.G lại thành công trong cái việc mà nuôi được người chơi đường trên của mình. 414 là KDA của Doran, 415 là KDA của Peanut. Cặp đôi top rừng đang thật sự là rất bá cháy ở LCK ở thời điểm hiện tại, và đang giúp cho Gen.G bay cao. Bây giờ này, con rồng đang có mặt ở trên bản đồ. Chúng ta có bản đồ linh hồn rồng nước, bản đồ đẹp luôn. Doran có dịch chuyển, và dịch chuyển tới từ Doran rồi. Con rồng còn một nửa cây máu, Sylvie vẫn còn cho mình hoang tưởng nha, có thể sử dụng để tắt đèn đi. Và bây giờ là Peanut đang chờ cơ để lao vào. Chiêu cuối từ Delight bắt đầu lao vào, nạn nhân được chọn đó chính là một người rồi, chúng tôi tương đối là nhanh. Có chiêu cuối từ Peter để có thể rút về được. Và bên phía bên này một tình huống lao vào từ Peanut, chọn mục tiêu rất là chính xác, đó chính là Zivu nằm xuống không kịp úa gì cả. Và sau đó là Pace cùng Doran nhảy lên, mỗi người trên một điểm sát thương vào, và Pace lao tới với bản năng sát thủ, chọn Fiesta là nạn nhân. Fiesta cố gắng chạy nhưng không chạy không có nổi, bị con gấu của Chovy bả chết. Và sau đó là Peter là người cuối cùng lên bảng điểm số, quét sạch cho nhau Gen.G ở ngay phút thứ 17. Có rồng, có sứ giả, có trụ đường giữa, có tất cả mọi thứ. Hủy diệt. Thực sự đó là một tình huống giao tranh rất hủy diệt, và nó cũng là một ván đấu hủy diệt, cũng là một cặp trận BO3 hủy diệt. Tình huống giao tranh mà bên phía của Gen.G chỉ bỏ lại một người duy nhất, đó là Delight. Nhưng trước khi nằm xuống, Delight đã làm một pha quá ghê rồi. Với hai lần nhảy của địa nhảy tiếp viện cùng với một pha chiêu cuối và xuất hiện đánh tráng nhắm vào người của Peter trong pha vừa rồi, anh ta vẫn gây được một loạt hiệu khống chế vào người của Zihu nữa trước khi anh ta bị dồn sát thương với hiệu khống chế nằm xuống. Còn phần còn lại của Gen.G sau tình huống backplay tới thì Delight nó quá cháy, thì họ cũng đã không phụ lòng đồng đội của mình với một pha bét mạng. Pay lao lên tấn công, anh ta chọn mục tiêu tốt, và khi Fiesta giật ngược trở lại thì anh ta cũng đã phải bỏ mạng. Còn Peter thì chịu chung số phận với phần còn lại của Nông Sim mà thôi. Có lẽ thời điểm này thì không quá sớm để nói về chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của Gen.G nữa, khi cách biệt đã là con số 9.000 tiền. Một ván đấu trong váy không khác gì ván đấu đầu tiên. Nếu mà các thành viên bên phía Gen.G mà họ có muốn kết thúc cái ván thứ hai này giống ván một thì cũng chỉ cần đánh chậm lại một chút, xong đợi con rồng cuối cùng thôi. Bởi vì khi mà con rồng cuối cùng ra thì nó cũng rơi vào khoảng tầm phút thứ 24, phút thứ 25 gì đấy rồi, thì nó cũng khá là giống với cả ván đấu trước, không có gì phải khó khăn cả. Và vừa rồi thì camera của LCK cũng đang cho chúng ta thấy được rằng là cái trụ hai đường dưới của Nông Sim cũng đã bị phá hủy rồi. Cái lượng công trình chênh lệch là rất lớn ở thời điểm hiện tại. 4-0 là về lượng công trình, 3-0 là về rồng, 16 năm về mạng, và 9.000 vàng chênh lệch ở phút thứ 18 thêm một lần nữa.
Và những lựa chênh lệch này có lẽ nó tập trung chủ yếu ở tại cặp đôi tốt rừng của Gen Z so với cặp đôi tốt rừng bên phía của Đồng Xuyên Red Frost. Ngày thi đấu mà Chovy chấp nhận làm nền cho những đồng đội của mình, và lúc này thì anh ta đang là mục tiêu bị tấn công bởi rất đông thành viên bên phía của Nông Sim. Cụ thể thì có tới 4 thành viên của Nông Sim đang có mặt và gây áp lực. Chovy đã nhận thấy được sự nguy hiểm và anh ta đã giật về một nhịp, chấp nhận mất đi một trụ có tiền thưởng mục tiêu dành cho bên phía Nông Sim. Nhưng phần còn lại của Gen Z thì đang triển khai những lợi thế của mình tại cánh dưới. Họ sẽ có được thế đẩy tốt dành cho Doran với một con Jack đã hai trang bị lớn. Thậm chí anh ta còn cẩn thận tới mức mua thêm một cái đồng hồ để tránh một tiếng sát đao. Rồi phần còn lại của Gen Z thì cũng đã có những pha cắm mắt trong phần rừng đối phương, tấn công lấy thành công trụ hai đường giữa của đối phương. Đây là cú dịch chuyển được dùng tới từ DNDN, và khi anh ta đáp xuống với cú dịch chuyển, anh ta ngay lập tức bị dính hiệu không chế đến từ hỗ trợ của đối phương. Hoang Tử kích hoạt lao thẳng vào người xạ thủ đối phương. Phía sau thì Doran đang khuấy đảo thế giới ảo, và anh ta thực sự đang khiến cho đội bên phía Đông Sim bị khuấy đảo trong pha này. Phoenix lao vào với tà sư vũ đột, Doran tốc biến và làm choáng thành công đối phương, và ngay lập tức có double kill dành cho Phoenix. Người cuối cùng sống sót đó là Fiesta, và anh ta đang thực sự phải bỏ nhà đi bụi rồi. Tiên chiến kích trượt tới từ Fade, tốc biến của anh ta không có, vẫn đang là một tiếng truy đuổi đến từ xạ thủ của Gen Z. Ai mới là sát thủ thực sự đây? Giật ngược trở lại từ Fiesta rồi, lộ vị trí rồi, và thậm chí rằng là Doran cũng đang đi kiếm Fiesta nữa. Ở phía trước mặt Fiesta cũng còn đang có rất nhiều người lại đi qua tầm nhìn thêm một lần nữa rồi. Liệu rằng có giật bóng về không? Có giật bóng về. Bay sẽ là người đó, chắc chắn là như thế rồi. Fiesta mất tốc biến, sẽ phải biến ảnh lên thêm một lần nữa. Và tia truy kích chính xác, không có bản năng sát thủ để lao vào. Nhưng mà Gen Z, ui, tưởng rằng là tắt cái tầm nhìn đi bởi vì có người đứng ở trong đấy, nhưng hóa ra là không phải. Fiesta vẫn đang nỗ lực chạy rồi. Ok, về được đến nhà tới an toàn rồi. Sẽ là tình huống đầu tư dịch chuyển để giữ mạng tới từ Fiesta. Và đó chỉ là những nỗ lực để tránh đi những cái chênh lệch nó tiếp tục gia tăng giữa hai đội tuyển ở tại thời điểm này. Một cách biệt đã lên tới số 11.000 tiền sau khoảng chừng 22 phút. Rồng nguyên tố sẽ xuất hiện sau khoảng chừng 2 phút nữa, đó sẽ là linh hồn rồng cho phía Gen Z nếu như họ kiểm soát được. Còn lúc này thì tôi nghĩ là mục tiêu lớn họ đặt ra sẽ là con Baron. Baron ở thời điểm phút 21 sẽ là Baron họ dùng để kết thúc bàn đấu. Ở khu vực nửa trên của bản đồ thì vẫn còn cái trụ 2 để cho các thành viên bên phía Nông Sim tựa lưng vào, chứ ở đường giữa và đường dưới thì không còn nữa rồi. Chính vì vậy nên Gen Z họ đang bắt đầu tập trung dần cái sự chú ý của mình ở đây. Delay đang tiến vào rất sâu trong phần rừng của nhà Nông Sim, bởi vì anh ta vẫn có cơ sở để có thể về được. Đồng đội anh ta đứng gần có Vương Miện Australia, người tới đang là Peanut nữa, người đang chạy lên là Pace. Gen Z họ tập trung lại ở khu vực cánh trên, nơi mà đang có Doran là người để lẻ. Sau đó họ tràn thẳng vào Baron luôn, tốc độ ăn Baron sẽ là rất nhanh. Tốc độ ăn Baron thực sự là cực kỳ nhanh bên phía của Gen Z, và Peter di chuyển ra cắm mắt nhưng không thấy máu Baron. Bạn vừa rồi chưa lấy được thông tin xem là Baron còn bao nhiêu máu cả. Anh ta lấy tấm thân của mình ra để lấy tầm nhìn để Nocturne bay vào. Những Nocturne của CV bay vào, anh ta không trừng phạt được. Baron thuộc về cú trừng phạt của Phoenix. Và sau đó họ đánh ngược trở ra. Mạng đầu tiên đã có. Bay lao thẳng vào với bản năng sát thủ. Anh ta bị bế bởi chiêu cuối đến từ vị trí của DND. Nhưng sát thương tuyến sau bên phía của Đồng Sim quá thiếu hụt. Và sau đó thì họ nằm xuống tổng cộng đó là 2 người. Và thậm chí sẽ là 3 nếu như DND người không có tốc biến sẽ phải nằm xuống ngay sau đây mà thôi. Cố gắng để câu thêm ít thời gian đến từ DND. Nhưng số phận của anh ta đã điểm. Đó là ba hạ gục dành cho Phoenix, với thêm một mạng nữa dành cho người chơi rừng bên phía của Gen Z. 11-10 KDA. Một KDA vô cùng khủng khiếp đến từ người chơi rừng bên phía của Gen Z, và anh ta lại tiếp tục tìm nạn nhân cuối cùng. Tiếp tục là những pha mà Fiesta là người duy nhất sống sót trong vào tranh, vì anh ta rất cơ động. Nhưng chạy đến khi nào đây? Rồi vừa giật về xong. Gấu, ui gấu đánh đau quá. Đang có sát thương đốt. Fiesta cố gắng chạy, biến ảnh rất nhiều, vẫn có sát thương đốt, hết sát thương đốt rồi. Fiesta lần này khéo hơn, cầm theo trên người cái máy quét. Ở đằng sau có ai đón không? Không có ai đón cả. Người đang chạy về, xin lỗi, người đang chạy đến là các thành viên bên phía của Nông Sim mà thôi. Và Peanut, một chấm nữa thôi là chạm được vào người của Fiesta rồi, và quét sạch không chính thức dành cho Gen Z. Còn ở bên phía bên này, Doran, anh ta chả ngại gì cả, cân ba luôn. Quá khó cho phía Đồng Sim với một ngày thi đấu mà họ đã phải đụng độ với Gen Z. Đội tuyển đã có phong độ rất cao, và những gì mà bên phía Gen Z làm được trong tình huống giao tranh vừa rồi là quá nhiều. Ba mạng liên tục dành cho người chơi rừng bên phía của Gen Z để họ hoàn thành cú quét sạch không chính thức. Và sau đó linh hồn rồng cũng sẽ có cùng với bộ đội Baron để họ có thể tận dụng thêm. Thậm chí là họ để xạ thủ của mình solo rồng ở phần còn lại đi end game. Một ván thi đấu mà họ đánh quá là thoáng tay rồi. Còn cái chênh lệch hiện tại thì đúng là Đồng Sim không biết là bằng cách nào họ có thể trở lại được đây. Với áp lực đến từ bộ đội Baron, Doran thậm chí lao thẳng và tấn công đối phương như trốn không người. Zumbi hoảng sợ, nhưng anh ta mới là người lao lên tấn công và khiến đối phương bị hoảng sợ. Ngay lập tức là thiếu Nocturne của CLV lên bản đếm số. Doran tiếp tục cho thấy được sự hổ báo của mình với linh hồn rồng nước đang có trên người. Thường thường thì khi mà Nocturne tắt đèn thì đối thủ là những người phải chạy. Nhưng khi mà CLV tắt đèn thì bên phía Nông Sim mới là người phải chạy. Một tiếng lao vào tới từ Peter, một pha tranh cuối cùng của tôi. Pay dùng bản năng sát thủ để giật về, nhưng sát thương vẫn là đang có. Peanut lao thẳng vào, đấm thẳng luôn vào đầu của Jiwoo. Hết cơ hội dành cho, xin lỗi bạn, hết cơ hội cho Nông Sim.
hết cứu rồi. Và 2-0, kịch bản ván 2 diễn là tương tự. Lần này thì nhanh hơn cỡ khoảng tầm vài giây. Không có một ván nào mà Nông Sim vượt qua được 25 phút cả. Sự thì Gen Z đang cho thấy phong độ vô cùng hủy diệt của mình ở trong ngày thi đấu hôm nay, với một ván đấu mà Phoenix cũng lại tiếp tục chọn đường trên của mình làm điểm để đi mặt gửi vàng. Và anh ta đã gửi niềm tin đúng chỗ khi mà Doran đang ở một thời điểm phong độ cực kỳ cao. Anh ta hủy diệt hoàn toàn các thành viên bên phía của Nông Sim Red Force. Ván thi đấu này thì anh ta không đặt nặng khả năng đi đường của mình. Anh ta thực hiện một pha dịch chuyển rất sớm xuống khu vực đứng dưới để cứu cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Gen Z trước. Và sau đó khi trở lại khu đứng trên với những màn hàng gục mà anh ta tự tay mang lại, với những tình huống khuấy đảo giao tranh mà anh ta vét được rất nhiều mạng, thì anh ta vẫn trở thành một nguồn carry rất đáng tin cậy cho đội bên phía Gen Z tại thời điểm này. Còn Phoenix thì cũng không làm ai phải thất vọng cả. Một ngày thi đấu mà hai ván đấu liên tục anh ta đều cho thấy được khả năng ganh sớm vô cùng nhạy bén của mình với Maokai ván 1 và Vi ở ván thứ 2.